Khi nghe qua tiếng ra vừa rồi thì quý vị và các bạn có gợi nhớ được một cảm xúc hay một kỷ niệm gì về Sài Gòn không ạ? Và nếu điều đó để gợi cho quý vị và các bạn một cảm xúc, một kỷ niệm gì về Sài Gòn thì xin vui lòng chia sẻ ở bên dưới với video ạ. Và đây, xin giới thiệu với quý vị, đây chính là chợ Bến Thành ạ. Chợ Bến Thành nằm giữa khu trung tâm Sài Gòn. Nhưng xin lỗi quý vị và các bạn vì khi vào bên trong thì có một em nhân viên bán hàng nhắc nhở là không được quay phim truyền hình. Nên Video TV sẽ cùng quý vị và các bạn đi một vòng xung quanh bên ngoài chợ Bến Thành, từ cửa Đông, cửa Bắc, cửa Tây và cửa Nam, để xem không khí cũng như là cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân Sài Gòn xung quanh chợ Bến Thành như thế nào, cái quang cảnh chợ Bến Thành hiện tại như ra sao. Và xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đi tham quan. Và đây là phía nam của chợ Bến Thành ạ. Trước mặt chợ Bến Thành, trước kia chính là vùng Vinh Bến Thành và có tượng đài chợ Nguyễn Hãn. Thì bây giờ thành phố đang làm công trình ga tàu điện ngầm nên là tượng chợ Nguyễn Hãn đã rời đi, và bây giờ là công trình đang quay các lô cốt rất là nhiều và hiện tại thì vẫn chưa xong. Thì quý vị và các bạn cũng đã nhìn thấy như thế này ạ. Thank you.
gọi là video TV để dẫn quý vị và các bạn đi tham quan sơ qua một vòng khu chợ Bến Thành. Video TV xin chúc quý vị và các bạn một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video clip lần sau ạ.